Nguyên nhân không ngờ. Có một nữ cư sĩ hơn 60 tuổi đến bái kiến hòa thượng, kể là bản thân mình mấy mươi năm nay luôn cảm thấy khó thở nơi ngực, nhưng đi bệnh viện khám vẫn không ra bệnh. Bà uống thuốc đông tây y đủ hết nhưng không hiệu quả, khẳng định là trị không hết. Nghe sư phụ giảng Phật pháp, bà rất tin. Xin sư phụ quan sát dùm xem bản thân bà đã tạo nghiệp chi mà bị bệnh này. Hòa thượng diệu pháp hỏi: Bà ngày trước ở nông thôn mà? Dạ, con vốn ở dưới quê, sau này mới theo chồng chuyển lên thành phố. Lúc bà còn ở dưới quê, trên mái nhà bếp có một tổ chim yến bị bà chọt rớt, phải không? Dạ phải, tổ yến làm ở phía trên rất là dơ bẩn, vì vậy con mới dùng cây chọt rớt xuống á. Sau đó thế nào? Chim yến về thấy tổ biến mất, buồn rầu bay lên bay xuống quanh gian bếp, rồi lượn vòng vòng trước nhà kêu than rất là lâu, sau đó không biết nó đi đâu nữa. Hòa thượng diệu pháp khai thị: Tất nhiên, bà có thể dùng biện pháp ổn thỏa, thích hợp hơn để dời tổ yến. Nhưng bà lại hành động thô bạo, khiến chúng mất đi trú xứ, không nhà có thể về. Phật giáo luôn nói, chúng sinh bình đẳng, vì tánh linh và tình cảm loài vật không khác người. Hiện nay chẳng phải xã hội cũng đang đề xướng người và thiên nhiên sống chung hài hòa hay sao? Hành vi làm tim sinh linh đau đớn cũng là một trong các nguyên nhân khiến bà ngạt thở. Tử cư sĩ như bừng tỉnh, gật gù nói phải. Sư phụ lại hỏi: Bà là người rất tiết kiệm, biết quý tiết tài vật. Hãy đi trên đường mà gặp phế phẩm người khác ném bỏ, thì lượm đem về, tích trữ, dồn cất cho nhiều, rồi đem bán ve chai lấy tiền. Có việc này chăng? Nữ cư sĩ hỏi ngược lại: Con không có hề trộm, đoạt của ai, chỉ lượm chút phế phẩm bán để kiếm thêm ít tiền, vậy mà cũng có tội hay sao? Ta không nói có tội. Chiếu theo gia cảnh nhà bà, đời sống rất sung túc. Lẽ ra, bà nên nhường những phế phẩm đó cho người bần cùng khốn khổ hơn lượm. Vì gia cảnh bà đã rất khấm khá, mà còn đi làm vậy, đó là tâm tham. Người học Phật nên từ bi hỷ xả. Phải nhớ điều này. Ta không hề kết tội, mà chỉ khuyên bà hãy nhường cho kẻ nghèo. Bà có hiểu ý ta nói chăng? Nữ cư sĩ có vẻ xấu hổ đáp: Sư phụ nói rất là đúng. Con chỉ nghĩ đơn giản rằng, vật người khác ném bỏ thì mình nhặt bán lấy tiền, không lượm lậu uổng phí. Con chẳng có nghĩ sâu xa như ngài. Từ nay, con quyết không lượm nữa. Hòa thượng mỉm cười. Lỗi bà phạm tuy nhỏ, nhưng làm chướng ngại sự tu hành thanh tịnh. Vì vậy mà hô hấp chẳng thông. Hiện giờ, bà cảm thấy tốt hơn chưa? Nữ cư sĩ hiểu ra, có vẻ ngạc nhiên, và vui mừng nói. Ôi chào, con thật sự đã khỏe nhiều rồi. Toàn thân thoải mái, hít thở dễ dàng lắm. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.